Thiện à, cái lo lắng nhất của má là má lo cho con thôi, chứ tin tức hàng ngày nó xảy ra biết đường đâu mà lo hả con? Ủa, anh Thiện về rồi hả? Ừ. Con pha trà cho bà hai nè, nếu mà thấy lạc á thì bà bỏ thêm vô nha. À, bà hai cảm ơn con nghe An. Trà lại đâu ra vậy bà An? Em pha cho bà hai chứ không phải cho anh đâu. Mày là hung thủ giết chồng tao, Thiện. Chính mày, chính mày. Tôi lại mấy người, tha cho nó đừng bắt con tôi. Tôi lại mấy người mà. Má, có lẽ cô ta đã phát hiện ra mình. Xin lỗi, tại tôi thấy cửa mở. Tôi là phóng viên. Hôm trước bên tờ báo của tôi có đăng tin về tai nạn của nhà cô. Tôi đi lấy tin sẵn tiện ghé ngang hỏi thăm tình hình của cô luôn.